những người sống sót sau cơn đau tim có xu hướng có nhiều nguy cơ mắc các bệnh khác hơn, bao gồm chứng choáng váng và sa sút trí tuệ mạch máu. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ AHA cho thấy khả năng sống sót sau nhồi máu cơ tim, đau tim có liên quan đến việc giảm 20% nguy cơ phát triển bệnh Parkinson. Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm các sổ đăng ký y tế của Đan Mạch từ năm 1995 đến năm 2016 và tìm thấy gần 182.000 người lần đầu tiên bị đau tim trong khoảng thời gian đó. Sau đó, họ đã tìm thấy hơn 900.000 điều khiển phù hợp từ các cơ quan đăng ký giống nhau. Trong phân tích của mình, họ đã kiểm soát các yếu tố nguy cơ đã biết của cả bệnh Parkinson và bệnh tim mạch. Họ phát hiện ra rằng những người sống sót sau một năm sau cơn đau tim có nguy cơ mắc bệnh Parkinson thấp hơn khoảng 20%. Ngoài ra, họ phát hiện ra rằng dân số này có nguy cơ mắc bệnh Parkinson thứ phát thấp hơn 28%. Đây là một nhóm các rối loạn có các triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson thường do thuốc hoặc các bệnh khác gây ra. Bệnh Parkinson là một bệnh rối loạn hệ thần kinh gây run, cứng khớp và các vấn đề về vận động khác. Ở bệnh nhân Parkinson, một số tế bào thần kinh trong não bị phá vỡ hoặc chết. Trong khi nguyên nhân không được hiểu hoàn toàn, các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn của bệnh Parkinson bao gồm di truyền và tiếp xúc với một số chất độc hoặc tác nhân môi trường. Thật kỳ lạ, bệnh Parkinson là một trong số rất ít tình trạng sức khỏe mà hút thuốc làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Tiêu thụ caffeine cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Trong khi các nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu AHA kiểm soát bệnh phổi mãn tính, có thể tỷ lệ hút thuốc cao hơn ở những người sống sót sau cơn đau tim dẫn đến giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson. Các yếu tố nguy cơ khác của bệnh tim mạch bao gồm cholesterol cao cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ Parkinson. Trong khi các nhà nghiên cứu kiểm soát các yếu tố này, chúng cũng có thể đóng một vai trò nào đó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.